Thưa với quý vị và các bạn, những ai mà đang muốn sắm cho gia đình của mình một chiếc xe để đi chơi Tết thì bơi hết vào đây ạ. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3S. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2014 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi. Thì quý vị và các bạn cũng nhìn trên video thì quý vị và các bạn thấy luôn đấy ạ. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì còn rất là đẹp. Xước sát thì cũng không đáng kể đâu. Tôi mua chiếc xe này về thì hôm trước tôi cũng đã quay livestream trực tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Chỉ cho quý vị và các bạn từng những cái vết xước của nó rồi. Thì chiếc xe này tôi mua là cái hôm thứ 6, chiều hôm thứ 6. Thì tuần vừa rồi là thứ 7, chủ nhật tôi lại có việc tôi sử dụng luôn chiếc xe này. Cho nên nay đến ngày hôm thứ 2 thì tôi mới đem ra tôi rửa ráy đi để quay chụp giới thiệu lên cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây ạ, những cái vết xước ở bên ngoài thì hôm trước tôi cũng đã giới thiệu rồi ạ. Ở cái đường Hà Nội mà đi lại mà xước sát thì không tránh lại khỏi đâu quý vị bạn ạ. Đây ạ, bên dưới nó có xước sát rất ít thôi. Cái lượng xước nó cũng không đáng kể đâu ạ. Xước sát rất là nhỏ thôi ạ. Đấy, về cái phần ngoại thất thì là chỉ có xước sát nhỏ và nhẹ thôi quý vị và bạn nhé. Keo chỉ tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản luôn ạ. Và cái nền của nó đây thì quý vị và bạn thấy luôn đấy ạ. Còn rất là đẹp, la răng cũng rất là đẹp luôn. Và cái dàn lốp này thì đã lăn bánh được 8 vạn km rồi, cho nên là dàn lốp này đã là dàn lốp thứ hai rồi quý vị và bạn nhé. Và còn rất là dày đấy ạ. Dàn lốp thứ hai và còn rất là dày. Rất là đẹp luôn. Tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần xước sát này, về cái phần ngoại thất này. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem từ những cái option mà chiếc xe này có được nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng C thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc 3S này. Mazda 3S này là một cái phiên bản đã có cả cửa nóc rồi. Quý vị và các bạn thấy đấy ạ, có cả cửa nóc rồi. Và cái dàn đèn thì đã có đèn pha bi xenon. Đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày này, đèn gầm này. Đấy, đầy đủ cả rồi ạ. Tương đối là đầy đủ option rồi. Đấy, nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn đã thấy đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đèn pha bi xenon, đèn LED, đèn gầm đủ cả rồi. Và cái đèn này còn rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn thấy ạ. Đèn rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả cho nên nó còn nguyên bản ạ. Đấy là cái phần đầu. Tiếp theo là cái phần gương. Gương cũng đã được trang bị. Làm cho cái tiếng tôi nó không được rõ lắm đâu. Quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem cả về cái phần option. Đây là cái phần sau. Nhìn về cái phần sau của chiếc xe thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi rồi này. Đấy, camera lùi. Và đây là ở cái phiên bản Mazda 3S quý vị các bạn nhé. Nó khác bây giờ là chỉ có Mazda 3 thôi. Mazda 3 bây giờ được trang bị là động cơ 1.5. Phiên bản Mazda 3S tức là Sport ấy, được trang bị là động cơ 1.6 lít động cơ xăng. Đấy, và cái phần đèn cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý vị bạn nhé. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 428 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất ưu đãi. Vay lên đến 70% giá trị của xe. Thủ tục vay thì cũng nhanh chóng đơn giản thôi. Quý vị và các bạn qua địa chỉ chúng tôi xem xe, lái thử xe. Nếu cảm thấy ok, chúng ta tiến hành làm thủ tục đặt cọc cho đến thủ tục làm ngân hàng. Làm ngân hàng thì chúng tôi cũng làm cho quý vị bạn chỉ việc trong vòng khoảng độ từ 3 đến ngày 5 ngày làm việc thì quý vị bạn đã được nhận xe rồi. Cho nên là quý vị bạn nào mà đang có nhu cầu thì chúng tôi mời quý vị bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 2014 này nhé. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe Mazda 3S này nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành từ cái cánh cửa bên lái. Trước tiên chúng ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần nội thất chiếc xe như thế nào. Keo chỉ của chiếc xe trên cái cánh cửa bên lái này. Cánh cửa bên lái là cái cánh cửa chúng ta sử dụng nhiều nhất, thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có đẹp hay không, xước sát nhiều hay không, keo chỉ có còn hay không. Thì đây quý vị các bạn ạ, keo chỉ cũng còn nguyên zin. Đấy, thưa với quý vị bạn ạ, keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này còn nguyên zin ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn ạ. Đấy, ốc bản lề còn nguyên zin luôn ạ. Và cái tắp bi cửa này rất là đẹp luôn ạ. Tích hợp cả gương gập điện này. Đây là cái phần gương gập điện này. Gương chiếu hậu đã được trang bị là gương gập điện rồi. Đấy, và cái phần nội thất đây, xe thì cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp rồi. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Vô lăng bọc da, khâu da tích hợp các phím điều khiển này. Và đèn pha thì cũng có chế độ chỉnh cao thấp này. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe lăn bánh được 81.000 km rồi. Quý vị và các bạn nhá, cái đồng hồ này thì tôi cam kết là tôi không tua cái đồng hồ này đâu. Tôi mua về nó như thế nào là tôi quay trực tiếp ngay tại cái chỗ mà tôi mua cho quý vị và bạn xem từ cái video hôm trước cơ ạ. Đấy, đây là cái nội thất thì rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ nguyên zin. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin hết ạ. Và cái nội thất ở đằng sau này thì cũng rất là đẹp rồi. Đa số là những chiếc xe của chúng ta là thường là hay chạy một mình là nhiều, còn đi cả gia đình thì cũng ít hơn. Cho nên là cái phần đằng sau này bao giờ cũng đẹp, cũng mới hơn đằng trước ạ. Và về cái phần option thì tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem. Mazda cũng đã trang bị cho cái phiên bản Mazda 3S này là có đầy đủ option rồi. Từ cửa nóc này cho đến điều hòa tự động này, điều hòa tự động này, đầu DVD đã có màn hình và camera lùi ạ. Đầu DVD đây, trên này nó còn cái đồng hồ hiển thị thông tin nữa ạ. Trời, nó cũng, tôi đang quay như này là nó ngược sáng, quý vị và bạn có thể không nhìn rõ cái màn hình trên này đâu ạ. Như tôi đang bật đấy, màn hình đang bật này, đồng hồ công tơ mét này, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, rất là nhiều các option ạ. Và rất là đẹp luôn, từ cái táp bi cửa đến táp lô này, cửa gió điều hòa này, tất cả còn nguyên, chưa hỏng hóc gì cả, còn đang hoạt động rất là tốt ạ. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu hoặc là xa, chưa qua cửa hàng tôi để xem được thì quý vị và các bạn có thể xem video trước. Nếu như quý vị và các bạn xem thấy ok thì mời quý vị và các bạn đến trường tôi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đây là cái phần ốc cốp sau đấy ạ. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Không có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả cái ốc cốp sau là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, cái phần đằng sau này cũng ít được để đồ hơn, cho nên là nó còn rất là mới đấy ạ. Cái phần nỉ này cũng còn rất là mới, là sạch ạ. Phần nỉ rất mới, rất sạch sẽ đấy ạ. Đây là cái kích nhá, cái kích cũng ít sử dụng luôn. Đấy, còn bụi đây quý vị ạ, tôi chưa dọn dẹp gì cả cho nên nó bụi đấy. Đấy. Và bên dưới là cái phần lốp sơ cua đấy ạ. Lốp sơ cua cùng với đồ nghề. Đấy, lốp sơ cua cùng với đồ nghề của chiếc xe ạ. Nguyên bản chiếc xe nó có như vậy đấy ạ. Và còn hết đầy đủ hết luôn đấy ạ. Và đây là chiếc cánh cửa bên sau bên phụ ạ. Chiếc táp bi cửa sau bên phụ tôi cũng quay chi tiết hơn cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả thì keo chỉ còn nguyên bản ạ. Và táp bi còn rất là mới luôn. Đây là cái phần nội thất đằng sau. Ốc cánh cửa đây ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Cái phần trần này, trần đấy quý vị và bạn thấy ạ, rất là sạch ạ.
Phần trần cũng rất là sạch sẽ, phần ghế đằng sau này cũng còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ ra để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần cánh cửa trước bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên zin hết luôn đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên zin này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Chỉ có bẩn chút thôi ạ, vì là cái phần bẩn này là tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Quý vị và các bạn nhìn ở trong cái ốc bản lề này nhé, thì những cái bản lề này là những cái xe này là thường cái bản lề người ta hay tra những cái mỡ vào để cho nó cái mỡ vào để cho nó trơn tru, nhưng cái mỡ vào thì là nó lại hay bám bụi ở trên cái mỡ đấy, cho nên là nhìn nó bẩn thôi, chứ cần dọn dẹp đi là nó sạch sẽ đẹp đẽ mới lắm đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang để mộc nguyên, vì mua về cái là tôi bán luôn, vì những chiếc xe này nó có giá khoảng 300-400 triệu gì đó, thì chúng tôi về chúng tôi cũng không dọn dẹp gì nhiều đâu, đang bán luôn ạ. Nhất là vào những cái dịp Tết này thì cái lượng khách đang mua đang rất là nhiều, nhu cầu đang rất là lớn, cho nên là chúng tôi không mất công dọn dẹp nữa, nó mất thời gian. Và thứ hai nữa, cộng vào cái phần dọn dẹp thì cái giá thành chi phí nó lại lên cao, bán ra nó lại khó hơn, nên tôi cứ để mộc nguyên cho cái giá thành nó thấp là được ạ. Vì bây giờ nhiều người mua xe lại hay đi quan tâm đến cái việc giá cả trên mạng, ngồi so sánh giá là biết ngay là cao với thấp, cho nên là tôi sẽ làm sao mà để hạn chế nhất cho cái giá thành đến với quý vị các bạn nó thấp nhất, quý vị các bạn có thể xem cái giá ở trên mạng có thể ưng được luôn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo ra để giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Nó khác với cái phiên bản Mazda 3 thường, chiếc xe Mazda 3S này là trang bị cái động cơ 1.6, Mazda 3 thường thì trang bị động cơ 1.5 thôi ạ. Đây là cái động cơ 1.6 của chiếc xe đây. Và cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở chiếc xe này là tất cả cái ốc nó còn nguyên bản này. Từ ốc tai, quý vị các bạn thấy chưa ạ? Từ ốc tai này, đến cái ốc giảm sóc này, ốc chân cabo này, đấy, keo chỉ này, keo chỉ các thứ này nhá, đây là cái phần keo chỉ này, còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên này, ốc cũng còn nguyên hết luôn ạ. Đấy. Ốc chân cabo này, ốc tai này, nguyên bản hết, tất cả đều nguyên bản hết. Và từ cái ốc hộp số này đều nguyên bản hết, cho đến những cái ốc, từ ốc mặt máy này, các thứ là còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản luôn. Điều này là cho ta thấy là chiếc xe này chưa có bị ngập nước, chưa phải làm lại máy, máy móc nguyên bản luôn ạ. Đấy. Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. 2014, 6 năm sau 6 năm sử dụng mà chiếc xe này còn rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay lên đến 70% giá trị của xe. Thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản, chỉ từ 3 đến 5 ngày quý vị và các bạn đã được nhận xe rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mazda 3 2014 này, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3S 2014 này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.